sách nói sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Đắc Nhân Tâm giúp các bạn. Chương 6, 10 lời khuyên trong hợp tác và cạnh tranh. Video hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc cho các bạn lời khuyên thứ 8. Tâm lý của con người có tính hai mặt. Con người phải luôn duy trì những cảm nghĩ đúng đắn, nếu không chỉ cần một lần xẻ chân dễ hận ngàn đời. Nhà triết học cổ Hy Lạp nói, nếu không có những chuyện phi chính nghĩa thì làm sao chúng ta nhận biết được danh từ chính nghĩa. Chính nghĩa và phi chính nghĩa tồn tại trong sự so sánh lẫn nhau, phát triển nhờ sự mâu thuẫn đấu tranh với nhau. Chính vì có sự tồn tại của ma quỷ mà người ta ngày càng cảm nhận được sự lương thiện và đáng yêu của thiên sứ. Từ đó thúc đẩy con người ta tích cực hướng thiện, dũng cảm tiến lên phía trước để theo đuổi sự cao thượng. Cũng như thế, nếu không có những danh từ chính nghĩa thì con người khó có thể tránh khỏi những chuyện phi chính nghĩa. Cũng chính vì có sự tồn tại của thiên sứ mà người ta cảm nhận được sự đáng ghét của ma quỷ, từ đó thôi thúc người ta không thương tiếc đấu tranh để diệt trừ chúng. Lịch sử văn minh nhân loại trên thực tế là một bộ sử về sự đan dệt giữa thiên sứ và ma quỷ, cũng là lịch sử thiên sứ chiến thắng ma quỷ. Xã hội phát triển cho đến ngày hôm nay, tính ma quỷ vẫn chưa ra khỏi con người chúng ta mà vẫn đang tồn tại. Vì thế, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý, sinh lý, chuẩn bị tinh thần và vật chất để đấu tranh với nó, để làm một người mạnh mẽ, dám đối diện và chiến thắng nó. Hơn nữa, quyết không hàng phục và chịu thua làm tù binh cho con quỷ trong mỗi chúng ta. Một tên cướp đang cướp ngân hàng Los Angeles thì bị cảnh sát bao vây, không còn đường thoát. Trong tình thế khẩn cấp, tên cướp thuận tay tóm lấy một người trong đám đông làm con tin. Hàn di súng vào đầu con tin và uy hiếp cảnh sát không được lại gần, đồng thời ra lệnh con tin phải tuân theo lệnh của hắn. Cảnh sát bao vây bốn phía nhưng không dám tiến lên phía trước. Tên cướp ghìm con tin thoát ra ngoài, đột nhiên con tin rên lên rất to. Tên cướp vội bắt con tin câm mồm nhưng tiếng rên của con tin càng ngày càng to. Trong lúc hoảng loạn, tên cướp mới chú ý thấy con tin là một phụ nữ đang có bầu. Tiếng kêu đau đớn và cử chỉ của cô chứng tỏ cô sắp đến lúc sinh em bé. Máu tươi đã thấm đỏ hết cả quần áo người sản phụ, tình hình vô cùng nguy cấp. Một bên là tai họa phải ngồi tù chung thân trong nhà lao, một bên là sinh mạng của một sinh linh sắp ra đời. Tên cướp do dự, phân vân, lựa chọn một thứ, tức là buông xuôi một thứ, nhưng sự lựa chọn nào cũng vô cùng khó khăn. Đám người xung quanh, kể cả cảnh sát đều chú ý tới nhất cử nhất động của tên cướp, bởi vì sự lựa chọn sắp tới của tên cướp là sự đấu tranh, giằng co giữa một bên là lòng tốt, là đạo đức, với một bên là tiền bạc, là tội ác. Cuối cùng, tên cướp từ từ hạ và đặt súng xuống đất rồi giơ hai tay lên trời. Cảnh sát xông lên bắt tên cướp, những người đứng xem xung quanh đều vỗ tay. Người sản phụ không thể tự đi được, mọi người phải đưa cô đi viện. Tên cướp đã bị còng tay đột nhiên nói, đợi một lát, được không? Tôi là bác sĩ. Cảnh sát hơi nghi ngờ, tên cướp nói tiếp, người phụ nữ kia không thể đợi đến bệnh viện được đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hại đến tính mạng, hãy tin tôi. Cuối cùng cảnh sát cũng thả còng tay tên cướp ra. Một tiếng khóc ré lên làm kinh động những người nghe nó. Mọi người đều hò reo vui mừng, ôm hôn nhau. Hai tay bác sĩ đầy máu, máu của một sự sống mới, chứ không phải là máu của tội ác. Mặt người bác sĩ rạng lên vẻ hài lòng nghề nghiệp. Mọi người xúm lại hỏi thăm bác sĩ và tự nhiên quên mất ông ta đang là một tên cướp. Cảnh sát còng tay bác sĩ lại, ông nói, cảm ơn vì các anh đã cho tôi hoàn thành chức trách của một người bác sĩ. Đây là hài nhi đầu tiên từ khi tôi làm nghề bác sĩ đã ra đời dưới họng súng của tôi. Sự dũng cảm của nó đã chinh phục được tôi. Bây giờ tôi ước gì mình không phải là một tên cướp mà là một bác sĩ, cứu người sắp chết, dìu người bị thương. Đôi lúc tội ác cũng sẽ bị một sinh mệnh nhỏ bé chinh phục, không phải vì nó mạnh mẽ, vĩ đại mà vì chính nó là một sinh linh có quyền được tồn tại. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thể nó xảy ra tại thành phố Los Angeles của Mỹ. Tâm lý con người có tính hai mặt, thiên sứ và ma quỷ. Con người phải luôn luôn duy trì những cảm nghĩ đúng đắn, nếu không chỉ cần một lần xẻ chân, dễ hận ngàn đời. Mặt thiên sứ có thể đẻ ra lý tưởng, sự thành thực, chính trực, liêm khiết, vô tư và vui vẻ. Còn mặt ma quỷ ngược lại có thể đẻ ra tàn ác, tàn bạo, sự lạnh lùng, vô tình, sự tham lam, đố kỵ. Mặc dù thiên sứ và ma quỷ là hai mặt mâu thuẫn không thể điều hòa được, nhưng về mặt triết học, khi thiên sứ và ma quỷ đối lập nhau thì trong cái này lại bao hàm sự chuyển biến thành cái kia. Ở đó không chỉ có sự chuyển biến về lượng mà cũng có cả sự chuyển biến về chất. Rockefeller, vua dầu lửa nước Mỹ mà chúng ta rất quen thuộc là một ví dụ điển hình. Ông xuất thân rất nghèo khổ, thời kỳ đầu mới sáng nghiệp ai cũng khen ông là một thanh niên tốt, nhưng khi giàu có ông lại trở nên tham lam và lạnh lùng.
Công dân những vùng đất nhiều dầu cũng bị ông làm hại, có người bị hại còn khắc tượng gỗ ông và tự tay đặt ông vào hình phạt treo cổ. Và rất nhiều những lá thư chứa đầy những từ ngữ hằn học lăng mạ được gửi đến phòng làm việc của ông. Đến cả anh em ông cũng ghét ông, lại còn đem di cốt của con họ rời khỏi khu mộ của gia tộc Rockefeller đến một vùng khác. Người lại nói, nằm trong phần đất thuộc sự chi phối của Rockefeller, con tôi sẽ không được yên nghỉ. Năm Rockefeller, 53 tuổi, ông mắc rất nhiều bệnh, cơ thể giống như một cái xác ướp. Cuối cùng, các bác sĩ phải khuyến cáo ông là ông phải lựa chọn một trong ba thứ, tiền bạc, phiền não hay tính mệnh ông. Khi đó, ông mới nhận ra hậu quả mà con quỷ tham lam trong ông đã khống chế ông bấy lâu nay. Xin hãy ghi nhớ nguyên tắc thứ 8 sau, tâm lý con người có tính hai mặt, thiên sứ và ma quỷ. Lời khuyên thứ 10, tha thứ cho kẻ thù, biết ơn ân nhân. Ăn rau trong tâm trạng yêu thương còn ngon hơn gấp nhiều lần ăn thịt trong tâm trạng oán hận. Không nên vì kẻ thù của mình mà tự mình làm khổ mình. Mỗi người đều phải tự trả giá cho sai lầm của mình. Những ai hiểu được điều này sẽ không tức giận với bất cứ người nào, sẽ không cãi nhau với người ta, sẽ không năng nhục, trách mắng người khác, xúc phạm và hận họ. Nếu một người nào đó muốn ăn chặn của bạn cái gì thì không cần phải để ý đến họ, cũng chẳng cần phải trả miếng làm gì. Khi bạn chỉ trích người ta thì bạn tổn thương nhiều hơn là làm người ta tổn thương. Đoạn trên nghe có vẻ giống như một người theo chủ nghĩa lý tưởng nói, nhưng thực tế thì không phải. Phục thù làm sao lại làm bạn tổn thương? Chỗ bị tổn thương có nhiều không? Theo tạp chí Đời Sống, phục thù thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Đặc trưng chủ yếu của những bệnh nhân huyết áp cao là dễ phấn khích. Theo tạp chí này, nếu thường xuyên như thế thì tự nhiên bạn sẽ bị mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch trường kỳ. Một người bạn của tôi gần đây lại bị bệnh tim nghiêm trọng. Bác sĩ dặn anh ta là phải nằm trên giường, bất luận là xảy ra chuyện gì cũng không được tức giận. Các bác sĩ đều biết, những người bị bệnh suy nhược tim thì chỉ cần nổi nóng là có thể bỏ mạng. Ở Washington, có một ông chủ tiệm ăn do tức mà chết. Vài năm trước, có một người đã 63 tuổi mới bắt đầu mở một tiệm ăn nhỏ, bởi vì đầu bếp của ông nhất định đòi lấy đĩa nóng uống cà phê mà khiến ông tức chết. Khi đó, ông chủ này vô cùng tức giận, cầm lấy một khẩu súng lục đuổi người đầu bếp. Kết quả là vì bệnh tim tái phát mà chết, trong tay vẫn còn cầm khẩu súng lục đó. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho hay, ông ta chết vì bệnh tim tái phát do tức giận. Nếu kẻ thù của chúng ta biết được rằng sự oán hận của chúng ta đối với họ làm cho chúng ta vô cùng mệt mỏi, khiến chúng ta bị tổn thương, bị mắc bệnh tim, thậm chí có thể khiến chúng ta chết sớm, thì chẳng phải là họ sẽ vỗ tay ăn mừng sao? Cho dù chúng ta không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chỉ ít là chúng ta phải biết yêu chính bản thân mình. Chúng ta không được để kẻ thù mình khống chế niềm vui, sức khỏe và bề ngoài của chúng ta. Jagger đã từng làm luật sư nhiều năm, nhưng trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông chạy đến Thụy Điển, không một xu dính túi, muốn tìm một công việc. Bởi vì ông biết nói và viết mấy thứ tiếng liền, nên ông hy vọng mình có thể tìm được một chân thư ký trong một công ty xuất nhập khẩu. Phần lớn các công ty đều trả lời ông rằng, vì đang có chiến tranh nên họ không cần đến những người như ông. Tuy nhiên họ sẽ xếp ông vào đống hồ sơ và ông phải đợi. Nhưng lại có một người khác viết thư trả lời ông thế này: sự hiểu biết của anh về công việc làm ăn của tôi hoàn toàn sai. Anh vừa sai vừa ngốc, tôi cơ bản không cần bất cứ một người thư ký nào thay tôi viết thư cả. Nhưng cho dù tôi có cần thì tôi cũng sẽ không mời anh đến làm, bởi vì thậm chí cả thư của Thụy Điển anh viết cũng không tốt, trong thư viết sai hết cả. Khi Jagger đọc được bức thư này, ông dường như tức phát điên lên. Ông lập tức định viết một lá thư trả lời với mục đích khiến cho người này nổi giận. Nhưng sau đó ông bình tâm trở lại và tự nhủ, khoan đã, mình làm sao mà biết được những gì người này nói là đúng hay sai. Mình đã đọc qua tiếng Thụy Điển, nhưng dù sao cũng phải là tiếng mẹ đẻ, nên có thể mình mắc phải những lỗi mà mình không hề biết. Nếu đúng là như vậy thì để tìm được công việc mình cần phải tiếp tục nỗ lực. Người này quả là đã giúp mình một việc lớn. Ý của anh ta chẳng có gì, chỉ có điều cách biểu đạt hơi khó nghe một chút. Vì thế mình nên viết một lá thư cảm ơn anh ấy mới phải. Nghĩ vậy, ông liền vò nát lá thư lăng mạ người khác vừa viết lúc nãy và viết một lá thư khác. Trong thư ông viết, anh không quản phiền hà viết thư cho tôi trong khi anh lại không cần một người thư ký giúp anh viết thư. Đối với tôi như thế là tốt lắm rồi. Về việc tôi đã hiểu sai anh về nghiệp vụ của quý công ty, tôi rất lấy làm tiếc. Sở dĩ tôi viết thư cho anh là vì tôi nghe người khác giới thiệu anh là người lãnh đạo trong nghề nghiệp này.
Tôi không hề biết rằng trong thư tôi lại mắc nhiều lỗi về văn phạm như thế. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hiện nay tôi đang nỗ lực hơn nữa để học tập văn phạm Thụy Điển nhằm sửa chữa khiếm khuyết của mình. Tôi rất biết ơn vì anh đã giúp tôi nhận thấy lỗi lầm của mình. Không đến mấy ngày, Zelger nhận được thư của người này mời ông đi gặp anh ta. Zelger đã đi và nhận được một công việc. Chuyện này khiến Zelger phát hiện ra rằng trả lời một cách ôn hòa có thể dập tắt được nội khí của người khác. Chúng ta không thể giống thánh nhân đi yêu quý kẻ thù của mình, nhưng chỉ ít là vì sức khỏe và niềm vui của chính bản thân mình, chúng ta nên tha thứ cho họ, nên quên đi họ. Như thế mới thực sự là cách xử trí thông minh. Đây cũng chính là chính sách mà tiền thống đốc New York đã đặt ra. Ông đã bị một tờ báo nội bộ công kích đến thương tích đầy mình. Ông lại còn bị một thằng điên bắn bị thương đến suýt bỏ mạng. Và khi ông đang nằm trong bệnh viện đấu tranh với cá chết, ông nói: "Mỗi tối tôi đều tự mình tha thứ cho một con người, một sự việc." Ông làm như thế liệu có quá chủ nghĩa lý tưởng, quá tốt, quá thanh thản không? Nếu câu trả lời là đúng thì chúng ta thử xem nhà triết học người Đức, tác giả của thuyết Bi Quan Luận nói thế nào. Ông cho rằng sinh mệnh là một sự mạo hiểm vô giá và đau khổ. Khi thoát ra được sự mạo hiểm đó thì dường như toàn thân ông đều đau đớn. Những khi tuyệt vọng, ông nói: "Nếu có thể, không nên mang cho mình tâm lý oán hận bất cứ người nào." Có một lần tôi đã hỏi người đã từng làm cố vấn cho 6 vị tổng thống Mỹ rằng ông có bị những lời công kích của kẻ địch làm khó chịu. Ông trả lời rằng: "Không có một ai có thể xỉ nhục tôi hoặc làm phiền được tôi. Tôi không cho phép họ làm như thế." Cũng được, chẳng có người nào có thể xỉ nhục hoặc làm phiền được tôi và bạn nếu chúng ta không cho họ làm như vậy. Gậy, gạch đá có thể làm vỡ đầu tôi, nhưng ngôn ngữ sẽ không bao giờ làm tôi bị thương cả. Tôi thường đứng ở công viên quốc gia Canada ngắm ngọn núi được coi là đẹp nhất nước Mỹ. Ngọn núi này lấy tên của Jean D.C. Cowher để kỷ niệm người chiến sĩ đã đi thanh thản khi bị đội hành hình quân Đức bắn vào ngày 12 tháng 10 năm 1915. Bà đã phạm tội gì ư? Bởi vì bà đang ở Bỉ nhận và chăm sóc binh sĩ Anh, Pháp giúp họ đến được Hà Lan. Vào buổi sáng sớm 12 tháng 10 đó, khi một vị giáo sĩ đi vào trong nhà lao đang giam bà, cầu nguyện cho bà trước lúc lâm chung, thì bà nói hai câu nói bất hủ về sau được khắc trên bia kỷ niệm bà: "Tôi biết là chỉ yêu nước thôi chưa đủ, tôi nhất định sẽ không có ý thù địch và oán hận bất cứ người nào." 4 năm sau, di thể của bà được chuyển về nước Anh, người ta đã tiến hành tổ chức tang lễ trọng thể cho bà. Một năm ở London, tôi thường đứng đối diện với hành lang nơi để các chân dung thời lập quốc để ngắm tượng bà và đọc hai câu danh ngôn bất hủ đó. Phương pháp có hiệu quả để chúng ta quên đi và lượng thứ cho một người hiểu lầm mình chính là để chúng ta làm những chuyện nằm ngoài khả năng của chúng ta. Làm như thế, những điều nhục nhã và lòng thù địch mà chúng ta gặp phải sẽ chẳng còn quan trọng gì nữa, bởi vì khi đó chúng ta chẳng còn bụng dạ nào đi tính toán những chuyện nằm ngoài lý tưởng của chúng ta. Có một ví dụ thế này, năm 1918, một sự việc xảy ra tại rừng thông ở Mississippi suýt dẫn đến hỏa hình. Một giảng viên người da đen suýt đã bị thiêu chết. Tôi đã từng đến thăm một trường học do người này xây dựng và nói chuyện với toàn thể học sinh trong trường. Hôm đó, trường hợp này đã được cả nước biết đến. Tuy nhiên, chuyện đáng nói lại xảy ra rất nhiều năm về trước. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi tình cảm của mọi người dễ bị xáo động nhất tại Mississippi, có lưu truyền một lời đơm đặt rằng: "Người Đức đang xúi giục người da đen nổi loạn, người mà suýt bị người ta thiêu chết ấy là một người da đen." Có người nói rằng ông này xúi giục người trong họ nổi dậy. Một đám người da trắng đứng phía ngoài nhà thờ nghe thấy ông ấy nói rất to với thính giả của mình: "Sinh mệnh của chúng ta là một chiến binh, mỗi người da đen đều phải mặc áo giáp vào đấu tranh giành độc lập tự do." Những thanh niên da trắng ban đêm tụ tập lại và dùng dây thừng trói người truyền giáo này lại, dẫn ra xa thành phố khoảng một dặm. Ở đó họ bắt ông đứng lên một đống củi định châm lửa thiêu chết. Khi ấy có một người nói vọng lên: "Trước khi chúng ta thiêu chết hắn, hãy để hắn." Một tên nắm mồm nói gì đó trước lúc lâm chung: "Nói đi." Ông này thân đứng trên đống củi, hai chân bị trói, đã nói rất hùng hồn về sinh mệnh và lý tưởng của mình. Và năm 1907, khi còn học đại học, tính cách lương thiện, học vấn cũng như tài năng âm nhạc của ông khiến mọi người rất yêu quý. Sau khi tốt nghiệp, ông đã từ chối nhiều lời mời, nào là làm việc tại một khách sạn, nào là tiếp tục học tập âm nhạc. Tại sao cơ? Bởi vì ông đã ôm ấp trong mình một lý tưởng vô cùng cao đẹp, đó là được cống hiến cho công tác giáo dục, đi dạy học cho những người trong dân tộc âm, những con người nghèo khổ và chưa từng được đi học. Vì thế, ông đã trở về một địa phương nhỏ cách phía nam Mississippi khoảng 25 dặm, một nơi nghèo nhất phương Nam, và tự mình dựng lên một trường học ngoài trời, lấy thân cây làm bàn. Ông nói với những người đang vô cùng phẫn nộ, những người đang đợi để được thiêu chết ông rằng những nỗ lực phấn đấu mà ông đã làm là dạy dỗ những đứa trẻ chưa được đến trường, dạy chúng trở thành những nông phu,
thợ máy, đầu bếp và những người nội trợ gia đình tốt. Ông cũng có nhắc đến một vài người da trắng đã giúp ông xây dựng trường học này, những người đã cho ông đất, gỗ, lợn, bò và tiền để ông có thể duy trì được công việc giảng dạy của mình. Về sau, có người hỏi ông liệu ông có oán hận những người đã định đem ông ra thiêu chết. Ông trả lời rằng ông đang bận thực hiện lý tưởng của mình, ông không có thời gian để oán hận những người này, ông đang chuyên tâm đi làm những chuyện nằm ngoài khả năng của mình. Ông nói, tôi không có thời gian để oán hận và cũng chẳng có ai có thể ép được tôi vào bước đường phải oán hận họ. Thái độ lúc ấy của ông vô cùng thành khẩn, khiến mọi người vô cùng cảm động. Ông không mảy may có ý định kêu cứu cho sinh mạng của mình, mà chỉ muốn mọi người hiểu mình hơn. Đám người da trắng đó bắt đầu mềm lòng. Một lão binh đã từng tham gia chiến tranh Nam Bắc cũng đứng trong đám đông đó lên tiếng. Tôi biết những người da trắng mà ông ta nhắc tới, những người này đang làm một chuyện tốt, chúng ta sai rồi, chúng ta nên giúp đỡ chứ không nên thiêu chết ông ấy. Cuối cùng lời của lão binh già ấy đã thuyết phục được mọi người và ông được thả ra. Mọi người đều phải tự trả giá cho sai lầm của mình, nhưng ai hiểu được điều này sẽ không tức giận với bất cứ người nào, sẽ không cãi nhau với người ta, sẽ không năng nhục trách mắng người khác, xúc phạm và hận họ. Trong lịch sử nước Mỹ, chắc chẳng có ai là người phải chịu nhiều lời trách mắng oán hận bằng Lincoln. Nhưng theo ghi chép thì Lincoln lại chưa bao giờ lấy sự tốt xấu của mình ra phê phán người khác. Nếu có nhiệm vụ gì phải làm, ông sẽ nghĩ rằng kẻ thù của mình cũng sẽ làm được tốt như những người khác. Nếu có ai đó đã từng xỉ nhục ông hoặc đã bất kính với ông nhưng lại là người thích hợp nhất cho sự lựa chọn làm công việc gì đó thì ông vẫn cứ để người này đảm nhận. Hơn nữa, ông cũng chưa bao giờ cắt chức một người nào đó chỉ vì là thù địch với ông, vẫn là người mà ông không thích. Rất nhiều người được Lincoln bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng là người từng xỉ nhục hoặc chỉ trích ông. Ông cũng tin tưởng rằng sẽ không có ai ca tụng vì ông đã làm chuyện gì hay phế truất vì ông đã làm hoặc không làm chuyện gì. Bởi vì ai cũng chịu ảnh hưởng của di truyền, của giáo dục và của thói quen. Môi trường sinh sống họ mới thành ra như thế và mãi mãi như thế. Vì vậy, để giữ gìn tâm trạng bình an, vui vẻ, xin bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc thứ 9 sau đây. Chúng ta không bao giờ được có ý đồ đi báo thù người thù địch với mình. Video này mình xin kết thúc ở đây. Video sau mình sẽ đọc cho các bạn lời khuyên thứ 10. Thiên tính của con người là rất dễ quên cảm ơn người khác. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn.